Như vậy là tiếng còi cũng đã cất lên. Trận cầu bán kết 1 giữa cao thủ chủ nhà Gỗ Tuấn Thành Long An và Trung Điên Long Hòa cũng đã được bắt đầu. Hồng Khánh, Black Trường có một sự tương đồng là đều những cầu thủ thi đấu với chiếc áo Xuân Va đang đá ở Thủy Sữa. Cắt bóng không thành công, rất nguy hiểm cho tình huống này. Đó là Kado đối mặt rồi. 1-0 dành cho cao thủ Gỗ Tân Thành. Kado đã khiến cho mạng lưới của đối phương bị sung lên. Họ phải trả giá bằng một tình huống tấn công. Thực tế thì pha cắt bóng quá mạo hiểm và hơi thiếu độ chính xác dành cho về cánh phải của cao thủ Long Hòa. Đồng đội cũng đã truyền vào cho Kado một cách rất chính xác để giúp cho trận cầu được khai thông. Tiền đạo sắc bén, một trong những chủ công được đáng chú ý, đã biết cách để tạo nên giá trị riêng cho mình. Và đó là bàn thắng đầu tiên cho mùa giải này đến từ vị trí tiền đạo số 9 Kadu. Ở đô thủy. Và trong sáng nay thì chúng ta sẽ có hai lượt trận bán kết, và buổi chiều sẽ là hai lượt trận mà từ vào chung kết. Lại là Kadu thoát người hay, và đó là cú đúp dành cho tiền đạo số 9 Kadu. Những khoảng khắc trước thời cơ tốt. Một lần nữa thì hàng phòng ngự của Long Hòa tiếp tục bị đánh bại. Đường truyền sẽ toàn hàng phòng ngự của cao thủ bên phía Cổ Thân Thành Long An. Việc còn lại của Kadu là chọn vị trí và dứt điểm. Tất nhiên là anh đã làm rất hoàn hảo để có lời đáp trả đối với các đồng đội. Cả hai tình huống ghi bàn của Cổ Thân Thành Long An đều đến từ phía cánh này, là cánh trái. Lần này nó có một chút chuyển dịch vào trung tâm nhiều hơn, nhưng vẫn có thì được. Giải này thì không có đội nào tên Long Thượng hết nha anh Nguyễn Chí. Có khi anh nhầm giải rồi. Ná đại bạc, nhưng bóng đi ra ngoài. Đó là Tí Cỏ. Một trong những pha xử lý rất nhanh dành cho trung vệ số 10 là đá phạt góc. Sau khi Dương Nguyễn rời sân thì chiếc bàn đội trưởng cũng được trao cho chiếc số 11. Bóng treo nguy hiểm. Một pha bóng rất lộn xộn và tỷ số được rút ngắn là 1-2 cho cao thủ Long Hòa. Như vậy là Công Thành là người đã rút ngắn khoảng cách. Thủ thành Kuto đã bật lên nhưng không thể lấy được bóng. Đồng đội của Công Thành cũng đã rất tinh quái để che chắn. Người đã can thiệp vừa rồi là Ngọc Ân. Hy vọng là người thay anh sẽ tròn vai cho tình huống này. Pha xử lý quá nhẹ, khá nguy hiểm. Tuy nhiên trọng tài đã phất cờ biệt vị đối với cầu thủ Long Hòa. Có khá đông những cầu thủ. Cầu chung kết Ba Tư nó sẽ bắt đầu từ lúc 13:30 nha bạn. Nguy hiểm. May là Công Thành đã đánh đầu ra ngoài. Tuy nhiên bàn thắng cũng đã đến ngay sau đó dành cho cao thủ Long Hòa. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Nó xuất hiện từ một tình huống đá phạt và cao thủ Long Hòa đã khiến cho đối phương phản tới nhà. Rất đáng tiếc cho Gỗ Tân Thành. Công Thành đã có một pha dứt điểm mà khiến cho thủ thành của đối phương không thể bắt bóng, và sau đó thì đưa bóng vào. Thì vô tình lại là một pha trả bóng phản lưới nhà của đội trưởng Hồng Khánh. Công Thành nguy hiểm. Khoảng trống đây rồi. Tỷ số là 3-2 dành cho cao thủ Long Hòa. Bàn thắng đến một cách rất trong vánh. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 18. Công Thành đã quá khó chịu trong tình huống vừa rồi. Thủ thành của Cổ Thân Thành đã băng ra hơi xa. Và phía sau thì hàng phòng ngự của Cổ Thân Thành một lần nữa gặp sai lầm. Họ đã để cho đối phương có quá nhiều những khoảng trống.
quá. Đủ ba chén và dồn nhau. Những sự kết nhau thì quy đuôi. Và từ chung kết chiều sẽ diễn ra ngay. Thanh Quý, một trong những vị trí tiền đạo thi đấu rất đắc đồ ngày hôm nay. 4-2, Long Hòa đã tạo nên khoảng cách và bàn thắng này nó đã giúp cho đội bóng của Long Hòa gần hơn với trận cầu chung kết, tạo ra một khoảng cách. Hàng phòng ngự và đội hình của cao thủ Thành Long An vừa rồi một lần nữa dâng lên hơi cao và họ lại phải trả giá bằng những bàn thua. Những sự thay đổi người và những tình huống chớp thời cơ để tấn công nó chưa mang lại hiệu quả thì họ lại tiếp tục bị thủng lưới nữa. Xe đá phạt. Chúng ta đang trải qua ở 2 phút bù giờ cho trận cầu bán kết này. Và bây giờ thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu của cao thủ Nguyễn Thành và cao thủ Long Hoa. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2, một trận đấu luôn ngược dòng ngoạn mục của Long Hoa để giúp cho họ có mặt trận cầu 3 chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong khi đó thì Nguyễn Thành sẽ đá ở trận cầu 3-4 và khung giờ Nguyễn Thành sẽ là khác biệt hơn, 13:30 trở lại. Còn cặp đấu đại diện tiếp theo chúng ta sẽ xác định giữa Nam Khang và Đồng Sport sẽ diễn ra ngay sau đây.